Lời nói đầu tiên Kỳ Lạ Bonsai Dừa xin gửi đến lời chào tất cả anh chị em cô dì chú bác nha. Hôm nay mình sẽ đổi hương vị tí xíu. Thì mình cũng làm những cây dừa bonsai thì hình này hình kia cũng nhiều rồi. Thì hôm nay mình cũng có ý định, mình quyết định mình sẽ úp lên cho tất cả anh chị em mình xem một cái củ sứ mà nó đã bị thối. Mà bên nhà ông già mình trồng thì cái củ này nó to lắm, nó bự lắm, nhưng mà nó cũng được 10 năm rồi thì nó cũng chậm phát triển mà nó bị thối nữa, đâm ra thôi giờ mình nhổ lên, mình đem về mình tiến hành coi, mình coi nó như thế nào rồi mình xử lý nó. Thì đó anh chị em mình xem thấy không, khi nó bị thối là mình sẽ cắt bỏ toàn bộ hết những cái phần nào nó bị hư và nó không hư thì mình giữ lại và mình xử lý nó. Thì khi mình cắt xong mình lấy keo liền sẹo đó thì mình tha cho nó, rồi mình treo nó lên khoảng 3 tầng. Thì mình thấy nó bây giờ cái mặt nó cũng khô rồi, khô ráo rồi. Thì bây giờ mình tiến hành đó, mình đem ra mình trồng. Đúng ra mình không có trồng cái chậu nhựa này đâu, mình trồng cái chậu sành ở dưới đó. Nhưng mà cái củ này á thì được có một cái là cái chiều ngang nó không có mà nó có chiều dài. Tại vì á trồng á, nó hồi đó trồng nó đó là trên những cái buồng bông ở trên lan can á, mà buồng bông xây á thì đâm ra nó không có chiều ngang mà nó có chiều dài, cứ nó nở càng ngày càng dài. Chứ thật sự ra mà cây sứ cái củ này mà nó không thối á thì nó đẹp lắm á, rất là tiếc và uổng. Cắt nó hết một phần đi, bỏ nó đi. Thì hôm nay mình tiến hành đó, mình trồng nó, mình ghép nó và mình sẽ cho nó như thế nào, và mình ghép nó một cái hoa sứ đẹp và hoa sứ thần tài, và mình sẽ úp lên cho tất cả anh chị em cô dì chú bác mình xem cái thành quả của mình từ lúc mà cái củ sứ thối và hư cảnh phát triển, và mình về mình xử lý nó và mình trồng, mình ghép cho nó luôn. Thì xin mời tất cả anh chị em cô dì chú bác mình xem nha. Tại vì cái clip này mình trồng á, mình quay á thì mình mất hết cũng là hôm nay á là cũng 2 tháng mấy, mà tính ra khi mình trồng á mà mình ghép á và cái củ sứ này á thì nó được là 2 tháng 14 ngày, thì nó đã đạt được thành quả 100%, rất là hiệu quả luôn đó. Mình ghép cho nó thay như là thường thường á, mà những anh chị em mà người ta ghép sứ á, người ta cắt bao, người ta chùm vô, người ta lấy thận dây thun á, người ta buộc, người ta kéo xuống là xong. Nhưng mà mình ghép khác với mọi người tí xíu là mình lấy cái cuộn băng keo chuyên dùng mà để ghép cây á đó, mình cắt bo nó ra rồi mình để nó lên, rồi mình lấy cái dây băng keo á, mình quấn nó, mình ép nó. Khi mình ép nó xong xuôi rồi á thì mình mới lấy cái bao mình bọc nó cho nó khỏi bị nước á, vô nước á. Nhưng mà theo như cái cách của mình ghép như thế này á thì mình thấy nó hiệu quả đạt hơn 90%, và cái sự phát triển của những bo sứ á rất là mạnh và nó phát triển tốt lắm. Và đừng quên xem hết clip của Kỳ Lạ Bonsai Dừa nha, và xem như thế nào và từ cái nhánh nó phát triển và từ lúc mà nó đâm chồi rồi nó lớn phát triển nhanh như thế nào, và nó làm nụ và khi nó nở hoa và đạt tới 100% như thế này thì mới dám úp lên cho tất cả anh chị em cô dì chú bác mình cùng xem. Và nhớ là xem hết cái clip của Kỳ Lạ Bonsai Dừa nha, mình tiến hành mình làm như thế nào và mình ghép nó như thế nào và mình trồng nó như thế nào, và khi trồng ghép nó mà nó ra hoa thành phẩm 100%. Thì nhớ nếu mà có hay thì thương tình ủng hộ cho Kỳ Lạ Bonsai Dừa một nút đăng ký, và nếu mà bông hoa mà có đẹp không đẹp thì xin tất cả anh chị em cô dì chú bác mình góp ý kiến cho mình nha, và để ở dưới bình luận để mình để tiếp thu và mình học hỏi, và những nào hay nhất, và những nào hay và những nào không hay, để mình có cái động lực á là mình sẽ tiếp tục mình làm và mình úp lên những cái cây nào mà mình làm á là mình gửi đến cho tất cả anh chị em cô dì chú bác mình xem. Và xin chân thành cảm ơn đến tất cả những anh chị em đã xem clip của Kỳ Lạ Bonsai Dừa, và hẹn tất cả anh chị em trong clip sau nha. Xin chân thành cảm ơn.